Sáng ngày 9 tháng 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Trong đó, các bị cáo Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu đều cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình Thành công mới, NSG Group, cùng 17 đồng phạm khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với nguyên thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, thì hội đồng xét xử thông báo ông này vắng mặt, có ủy quyền cho người khác tham gia phiên tòa. Tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận ủy quyền này. Hội đồng xét xử cho biết, việc triệu tập cá nhân ông Võ Thành Thống để làm rõ hành vi của ông trong vụ án nên buộc ông phải có mặt tại phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người đại diện ủy quyền thông báo lại cho ông Võ Thành Thống biết. Theo hồ sơ vụ án, bà Nga rời công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thì thành lập nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thời điểm đó là ông Võ Thành Thống để xin cơ chế. Từ sự giới thiệu của ông Thống, bà Nga gặp lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu. Từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện tim và bệnh nhi. Bà Nga, bà Phi và ông Chu cùng một số người khác thông đồng để can thiệp vào hoạt động đấu thầu. Qua đó, nhóm này đã giúp công ty NSG, công ty Bình An của bà Nga, trúng các gói thầu trên với giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 3 tháng 12 năm 2019, bà Nga mang tới nhà bà Phi số tiền 3 tỷ đồng, đưa cho bà này và cho Sở Y tế Cần Thơ 200 triệu đồng. Quá trình điều tra, cả hai không thừa nhận việc bà Nga đưa 3 tỷ đồng cho bà Phi. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai nhân chứng sau kê tài khoản ngân hàng, điện thoại của các bị can, kết quả nhận dạng và thực nghiệm điều tra, đủ căn cứ chứng minh bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bà Nga. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 2.